Xin chào các bạn, để tiếp tục series video 5 phút học khai lâm sàng, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một tình huống liên quan đến bệnh lý rung nhĩ với nội dung như sau. Một người đàn ông 72 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu vì đau chân trái dữ dội. Ban đầu bệnh nhân cảm giác châm chích và tê, sau đó cảm giác đau tăng dần. Tiền sử nội khoa ghi nhận ông bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ kịch phát và viêm xương khớp. Bệnh nhân hút thuốc lá 45 gói năm, huyết áp 142/80mm thủy ngân, mạch 112 lần trên phút, không đều. Khám lâm sàng, vùng chân trái xuất hiện lấm đốm trên da, thay đổi màu sắc và chi lạnh, mạch mu chân trái không sờ thấy, nghe được âm thổi động mạch cảnh bên phải. Câu hỏi tình huống đặt ra là thuốc nào sau đây là lựa chọn thích hợp nhất trong ngăn ngừa tình trạng cấp tính ở bệnh nhân trên với những phương án lựa chọn như sau. A. Apixaban, B. Aspirin, C. Cilostazol, D. Clopidogrel, E. Diltiazem và F. là Metoprolol. Chủ điểm lý thuyết của tình huống này sẽ xoay quanh thang điểm đánh giá nguy cơ huyết khối thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ, thang điểm Chatvat score hay là thang điểm CHA2, DS2, VAS. Những ký tự này nó sẽ đại diện cho những cụm từ để chúng ta có thể ghi nhớ và đánh giá thang điểm này. Chữ C là CHF liên quan đến suy tim xung huyết, nếu có đánh 1 điểm. Chữ H là hypertension, đây là tình trạng tăng huyết áp trên bệnh nhân, đánh giá 1 điểm. A2, những vị trí có số 2 phía sau, tức là nếu thỏa mãn các tiêu chí này thì đánh giá 2 điểm. Ở đây mình có hai vị trí có số 2 là chữ A2 và chữ S2. A2 đầu tiên đó là tuổi từ 75 tuổi trở lên thì đánh 2 điểm. Chữ D ở đây là diabetes mellitus, là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường, là 1 điểm. Chữ S2 này là stroke hoặc là TIA, là cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc là xuất hiện tình trạng huyết khối thuyên tắc trước đó, thì mình đánh 2 điểm. Chữ V là vascular disease, là liên quan đến bệnh lý mạch máu, ví dụ như bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim nè, bệnh động mạch ngoại biên hay là xơ vữa động mạch chủ, thì mình đánh 1 điểm. Chữ A là tuổi từ 65 đến 74. Chữ A2 trên này là tuổi từ 75 trở lên, còn nếu mà ngưỡng tuổi từ 65 đến 74 thì mình đánh 1 điểm. Chữ S ở đây là sex, là liên quan đến giới tính, nếu mà là nữ giới là đánh 1 điểm. Như vậy cộng tất cả các điểm ở đây á, tối đa là sẽ là 9 điểm. Bây giờ bao nhiêu điểm thì sẽ sử dụng thuốc, thì chúng ta quan sát cái bảng thứ hai là sử dụng thuốc kháng đông trên những bệnh nhân rung nhĩ mà không do bệnh lý van tim. Khi mà mình đã đánh giá cái thang điểm Chatvat score rồi thì mình xem coi bao nhiêu điểm, 0 điểm, 1 điểm hay là từ 2 điểm trở lên. Nếu là 0 điểm thì nguy cơ đột quỵ thấp, 1 điểm là nguy cơ trung bình, từ 2 điểm trở lên là nguy cơ cao. Nguy cơ thấp thì không sử dụng thuốc kháng đông. Nếu mà nguy cơ trung bình thì có thể không sử dụng, hoặc là sử dụng aspirin, hoặc là có thể sử dụng thuốc kháng đông đường uống. Còn từ 2 điểm trở lên thì sử dụng thuốc kháng đông đường uống. Rồi, đó là sơ lược về thang điểm đánh giá nguy cơ huyết khối thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ. Bây giờ cùng nhau quay trở lại phân tích tình huống này. Bệnh nhân có đau chi dưới cấp tính, dị cảm và mất mạch, gợi ý thiếu máu cục bộ chi dưới cấp tính. Dựa vào tiền sử rung nhĩ kịch phát và mạch không đều trên lâm sàng, nghi ngờ khả năng cao cái trường hợp thiếu máu cục bộ này là do cục máu đông từ tâm nhĩ trái gây thuyên tắc, có thể phòng ngừa bằng liệu pháp kháng đông thích hợp. Galai hiện tại khuyến cáo sử dụng cái thang điểm Chatvat score để đánh giá nguy cơ huyết khối thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ. Bệnh nhân có điểm lớn hơn hoặc bằng 2 như trên bệnh nhân này. Bệnh nhân này đánh giá là 3 điểm. Tăng huyết áp là 1 điểm, đái tháo đường là 1 điểm. 72 tuổi thì đánh giá 1 điểm nữa, cộng lại là 3 điểm. Thì bệnh nhân có nguy cơ huyết khối thuyên tắc nên được điều trị với thuốc kháng đông thích hợp. Ở cái chỗ mà phân điểm này á, thì có những cái trường phái cho là nếu mà ở người nam thì mình đánh giá từ 2 điểm trở lên, như ở người nữ thì sẽ đánh giá từ 3 điểm trở lên là có nguy cơ huyết khối thuyên tắc và nên được điều trị thuốc kháng đông. Rồi tiếp theo, thuốc kháng đông gì? Những cái thuốc kháng đông như là apixaban, rivaroxaban, endoxaban, đây được gọi chung là thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K hay là NOAC. Những cái thuốc này có hiệu quả làm giảm nguy cơ thuyên tắc hệ thống tương tự hoặc là có tác dụng vượt trội hơn so với warfarin, nhưng mà nó còn làm giảm nguy cơ xuất huyết nặng, ví dụ như là đột quỵ do xuất huyết nè, và không cần kiểm tra INR thường quy, nên người ta sẽ ưu tiên lựa chọn. Như vậy đáp án của tình huống này sẽ là apixaban. Bây giờ cùng nhau đi phân tích những cái phương án còn lại. Đối với đáp án B và đáp án B,
B và đáp án D là aspirin và clopidogrel. Đây là những cái thuốc kháng tiểu cầu. Nó ít có hiệu quả trong giảm nguy cơ huyết khối thuyên tắc so với thuốc kháng đông đường uống mà không kháng vitamin K hay là NOAC hoặc là warfarin. Đáp án C là siloxtazone. Siloxtazone là chất ức chế men phosphodiesterase, thỉnh thoảng được dùng trong điều trị triệu chứng trên bệnh nhân bị đau cách hồi hay là claudication á. Mặc dù là cái siloxtazone này á nó gây ức chế sự kết tập tiểu cầu nhưng mà nó không được chỉ định trong phòng ngừa huyết khối thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ. Ở đây là mình đã ghi thiếu mất một phần phía sau nha. Nên xin lỗi mọi người vì sự cố này. Rồi E và F là calcium channel blockers hay là thuốc chặn kênh canxi ví dụ như là diltiazem, và beta blockers ví dụ như là metoprolol thì nó được dùng để kiểm soát nhịp tim trên bệnh nhân rung nhĩ. Kiểm soát nhịp giúp quản lý triệu chứng và tránh rối loạn huyết động do nhịp nhanh thất đáp ứng quá nhanh. Tuy nhiên, không giống với những cái thuốc kháng đông, tức là nó không có tác dụng giúp phòng ngừa huyết khối thuyên tắc. Đó là sơ lược về tình huống liên quan đến phòng ngừa cái nguy cơ huyết khối thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.